dân cư, xã hội châu Phi. Dân cư châu Phi phân bố không đều và gia tăng nhanh. Bùng nổ dân số, đại dịch S, xung đột giữa các dân tộc và sự can thiệp của nước ngoài là những nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội của châu lục này. 1. Lịch sử và dân cư. A. Sơ lược lịch sử. Châu Phi là một trong những cái nôi của loài người. Vào khoảng năm 3.000 năm trước công nguyên, người Ai Cập đã xây dựng ở đây nền văn minh sông Ninh rực rỡ. Từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 19, thực dân châu Âu xâm nhập và chiếm thuộc địa, đưa người da đen ở châu Phi bán sang châu Mỹ làm nô lệ. Trong gần 3 thế kỷ, chúng đã cướp đi của châu Phi khoảng 125 triệu người. Đến cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, gần như toàn bộ châu Phi bị xâm chiếm làm thuộc địa. Sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân đã kìm hãm các nước châu Phi trong nghèo nàn, lạc hậu. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là sau thắng lợi của cách mạng Việt Nam, phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, các nước châu Phi đã giành được độc lập và thuộc nhóm các nước đang phát triển. B. Dân cư. Dựa vào hình 29.1 và kiến thức đã học, trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi. Tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều? Dân cư châu Phi phân bố rất không đều. Nhiều vùng rộng lớn hầu như không có người, như vùng rừng rậm xích đạo, các hoang mạc Sahara, Kalahari, vân vân. Trong khi đó, hầu hết vùng duyên hải ở phần cực bắc và cực nam ở châu Phi, ven vịnh Guinea và nhất là vùng thung lũng sông Nin, dân cư tập trung rất đông. Hãy tìm trên hình 29.1, các thành phố ở châu Phi có từ 1 triệu dân trở lên. Các thành phố này phân bố chủ yếu ở đâu? Tuy đa số dân cư sống ở nông thôn, nhưng châu Phi vẫn có nhiều thành phố. Các thành phố lớn của châu Phi thường là các thành phố cảng. Hình 29.1 là lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. 2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người châu Phi. A. Bùng nổ dân số. Năm 2001, châu Phi có hơn 818 triệu dân, chiếm 13,4% dân số thế giới. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên của châu Phi cao nhất thế giới là 2,4%. Xem bản tình hình dân số của một số quốc gia ở châu Phi, được thực hiện năm 2001. Các em hãy nhờ các bạn cùng lớp đọc những số liệu trong bản này nhé. Tìm trên bản đồ các quốc gia trong bản số liệu, hãy cho biết các quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi. Các quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi. Bùng nổ dân số và hạn hán triền miên đã làm cho hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe dọa. Đại dịch S đang đe dọa sự phát triển kinh tế xã hội ở châu Phi. Hơn 25 triệu người nhiễm HIV/AIDS vào năm 2000, trong đó phần lớn là những người ở độ tuổi lao động. B. Xung đột tộc người. Châu Phi có nhiều tộc người với hàng nghìn thổ ngữ khác nhau. Trước đây, thực dân châu Âu thành lập các quốc gia ở châu Phi trên lãnh thổ của các tộc người khác nhau về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tôn giáo vân vân, và lợi dụng điều này nhằm thực hiện chính sách chia để trị. Chính quyền ở nhiều nước thường nằm trong tay các thủ lĩnh của một vài tộc người. Điều đó đã làm tăng mâu thuẫn giữa các tộc người trong từng nước và giữa các nước láng giềng với nhau, dẫn đến xung đột biên giới và nội chiến liên miên. Như ở Liberia, Ethiopia, Sudan, Somali, Burundi, Rwanda, v.v. gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và tạo cơ hội để nước ngoài can thiệp. Nền kinh tế của nhiều nước châu Phi vẫn là tự cấp, tự túc. Việc trao đổi hàng hóa và giao lưu văn hóa còn quá ít, khiến sự ngăn cách giữa các bộ tộc càng thêm nặng nề. Hình 29.2 trong sách giáo khoa mô tả dòng tị nạn chiến tranh ở Rwanda năm 1994. Tóm tắt bài, châu Phi có nền văn minh sông Nin rực rỡ trong thời cổ đại. Từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 19, 125 triệu người da đen ở châu Phi bị đưa sang châu Mỹ làm nô lệ. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gần như toàn bộ châu Phi bị chiếm làm thuộc địa. Từ thập niên 60 của thế kỷ 20, lần lượt các nước châu Phi giành độc lập, chủ quyền. Dân cư châu Phi phân bố rất không đều.
đa số dân châu Phi sống ở nông thôn. Các thành phố có trên 1 triệu dân thường tập trung ở ven biển. Bùng nổ dân số, xung đột tộc người, đại dịch S và sự can thiệp của nước ngoài là những nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội ở châu Phi. Câu hỏi và bài tập. 1. Hãy trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi. 2. Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội của châu Phi?